Giá cà phê trong nước ngày 12 tháng 12 năm 2023. Giá cà phê Robusta tại các tỉnh Tây Nguyên dao động từ 59.800 đến 60.700 đồng trên kg. Giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông là 60.700 đồng trên kg. Giá cà phê Arabica tại các tỉnh Lâm Đồng dao động từ 72.000 đến 73.000 đồng trên kg. Giá mua cao nhất tại tỉnh Lâm Đồng là 73.000 đồng trên kg. Giá cà phê thế giới ngày 12 tháng 12 năm 2023. Giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 12 năm 2023 là 2.360 USD tấn, tăng 19,40 USD tấn so với phiên giao dịch trước đó. Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3 năm 2024 là 202,50 USD tấn, tăng 2,80 USD tấn so với phiên giao dịch trước đó. Nhận định chung, giá cà phê trong nước và thế giới tiếp tục ổn định và neo ở mức cao trong phiên giao dịch ngày 12 tháng 12 năm 2023. Nguyên nhân chính là do nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thế giới đang tăng cao, trong khi nguồn cung đang bị hạn chế do thời tiết bất lợi và chiến tranh Nga-Ukraine. Dự báo trong thời gian tới, giá cà phê vẫn sẽ tiếp tục xu hướng tăng.